trình năm quận đó. Một là sắc quận, là cái sắc thân này gồm có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ốc. Giờ nhìn ở trong người mình nha, tôi không có giảng cao, không có giảng gì, tôi giảng rất thực tế ngay sắc thân này. Thì sắc thân này sẽ tiếp xúc với năm trần. Mắt thì sắc trần, tức là những cái hình tướng mà con mắt có thể thấy được. Tai là tiếp xúc với âm thanh. Mũi là tiếp xúc với các mùi. Cái lưỡi là tiếp xúc với cái gì? Chua, cay, đắng, chát, mặn, nồng. Còn sắc thân là tiếp xúc với trơn, láng, mịn, màng, lạnh, nóng. Thì cái đó gọi là sắc quận. Rồi khi tiếp xúc như vậy rồi, cái cảm giác lờ mờ nổi lên, đây là ngạ quỷ, là cảm giác mà chưa có sự phân biệt. Rồi tư tưởng mới phân biệt một cách lờ mờ là súc sanh. Tôi nói như rừng cho bình thủy. Thì cái bình thủy nó nằm trên trồng đen, chưa có cái biết. Rồi dây thần kinh, rồi súc sanh ở cái đầu nó mới tiếp xúc với bình thủy. Rồi khi mà cái bình thủy nằm trên trồng đen rồi đó, thì dây thần kinh thị giác, tôi giảng tắt nha, nếu giảng kỹ đâu gì chưa hiểu được, dây thần kinh thị giác mới nhìn cái bình thủy trên trồng đen, dây thần kinh mới rung động, thì cảm giác dễ chịu khó chịu mới khởi lên, chưa có đau khổ đâu. Rồi bây giờ thấy bình thủy này tôi thích quá, tôi muốn kiếm cái bình thủy này, hoặc là tôi đi mua, hoặc là tôi ăn cắp, thì tư tưởng mới tính cách mà mình ăn cắp lấy thì sẽ mua là khó kiếm mua, thì cái này bắt đầu có khổ đau. Còn bây giờ nếu bậc thánh người ta thấy cái bình thủy, người ta biết bình thủy đẹp thì biết đẹp, nhưng mà người ta không có tư tưởng lấy, tư tưởng khởi lên họ biết tư tưởng khởi lên, họ lặng lẽ nhìn nó thì nó chấm dứt. Còn mình thì nói tư tưởng là tôi, là của tôi, thì nó lấy cái bình thủy là của tư tưởng thì nó bắt đầu mới chiếm lấy. Thành ra nãy cô đó nói là trộm trộm cướp nó khác với trộm cắp. Trộm cắp là lén ăn cắp, mình bắt được mình đánh nó. Còn trộm cướp là lấy thẳng tay, cô biết được nó đâm cô chết luôn, chứ là cướp của giết người, chứ không ai nói cắp của. Cắp là lén ăn cắp, ví dụ đồ tụi ăn cắp nó lấy lén đồ cô rượt nó, cô đánh nó. Còn ăn cướp mà đố cô dám rượt nó, nó lấy mà cô la một cái là nó đâm cô chết, đây là ăn cướp. Coi chừng nhau, chữ Việt phải cho rành, ăn cắp khác còn ăn cướp khác. Thành ra tránh trộm cắp chứ không có tránh trộm cướp. Cướp mà để trộm cướp thì ăn cắp được. Thấy không? Cái này cái giới nhỏ là ăn cắp cũng không được, chứ đừng nói là ăn cướp. Thấy không? Thì phải nhớ mấy cái đó, trả cho nó đúng. Thành ra tôi nói về tiến trình năm quẩn nãy giờ, năm giới ác không làm, năm điều lành đã làm, bây giờ qua tới cái tâm. Cái thứ nhất là sắc quận, gồm có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ốc. Cái thứ nhì là thọ quận, là gồm có dây thần kinh, thị giác, thính giác, khứu giác, xúc giác. Cái thứ ba là tưởng quận, là cái đầu óc, gồm có dây thần kinh óc, là cái chỗ phân biệt những cái cảm giác. Từ đây mới là có sự đau khổ đấy. Rồi hành quẩn là ý chí, sau khi tư tưởng phân biệt rồi, nó đắn đo lựa chọn suy tư để quyết định hành động bằng thân, bằng miệng, thì đó là hành quẩn. Còn thức quẩn là sau khi hành động rồi, cái kho nó chứa tất cả những cái kinh nghiệm, kiến thức, ký ức, tội phước ở trong cái kho, thì đó kêu là thức quẩn. Tóm lại, sắc quẩn là chưa có cái biết. Thọ quẩn là có cái biết mà chưa phân biệt. Tưởng quẩn là có cái biết mà có sự phân biệt rõ ràng. Còn hành quẩn là có cái biết mà có sự đắn đo, lựa chọn, suy tính để quyết định hành động. Còn thức quẩn là cái kho chứa tất cả những kinh nghiệm, kiến thức, tội phước đã làm trong cuộc sống. Thì tôi đã nói với quý vị rồi, đó là cái tâm của mình. Hôm nay chỉ giảng đại cương thôi, rồi lần lần
chúng ta khá mẫu giáo mới qua lớp 1, lớp 2 là đi sâu vào cái tiến trình nó một chút. À, tiến trình của năm quyển đây là mới nói về bốn đường ác thôi, còn bốn đường thiện khác, rồi tới bậc thánh khác nữa, rồi tới Bồ Tát là Như Lai nó khác nữa. Nhưng bây giờ chúng ta nói lúc mẫu giáo thôi. Thì chúng ta nhìn trong xác thân mình thì cái tiến trình năm quyển đầu tiên là sắc quyển. Quyển là gom nhóm đúc kết lại, sắc là có hình tướng, là những cái gom nhóm lại có hình tướng chúng ta thấy và nắm bắt được. Thì trên sắc thân mình đó, một là con mắt, hai cặp mắt, còn cái thứ hai là lỗ tai, cái thứ ba là hai cái lỗ mũi, cái thứ tư là cái miệng, cái thứ năm là cái ốc, cái thứ tư là cái năm là sắc thân, thứ sáu là cái đầu óc. Thì chúng ta thấy cái đó gọi là sắc quẩn. Thì nó phải tiếp xúc với sự vật, sắc quẩn đó là vô thường, là cái nhận thức của chúng ta nãy tôi có giảng. Còn đối tượng con mắt đó là sắc, đối tượng lỗ tai là thinh. Thí dụ như tôi nhìn thấy cái bông thì con mắt tôi đó với cái bông là sắc quẩn. Thì con mắt tôi đó nhìn thấy thì cái cảm giác dây thần kinh mới phát hiện. Thì đầu tiên con mắt và cái bông là sắc quẩn, tức là có sự vật mà chưa có cái biết, chưa có cái biết. Thì con mắt tôi và cái bông là sự vật, là sắc quẩn, là do đất nước lửa gió gom nhóm kết lại. Rồi thọ quẩn là khi cái bông này nằm trên trồng đen của tôi, thì trên trồng đen tôi có dây thần kinh thị giác, thì dây thần kinh thị giác mới tiếp xúc với cái bông ở trên trồng đen, chứ không phải có bông ngoài. Cái bông ngoài là con mắt, cái trồng đen tiếp xúc bông ở ngoài, thì cái bông mới nằm trên trồng đen, thì dây thần kinh mới tiếp xúc với cái bông trên trồng đen, thì dây thần kinh bắt đầu rung động cho cái cảm giác dễ chịu, khó chịu hay dửng dưng, không dễ không có. Thì cái cảm giác này kêu là thọ quẩn. Thọ là nhận chịu, quẩn là xúc tích. Rồi nhận chịu mà cái ta lại do tôi có sẵn, coi nào tôi thấy thích cái bông này thì là cảm giác dễ chịu, tôi thấy không thích là cảm giác khó chịu. Rồi tôi tỉnh queo, tôi không thấy thích mà không thấy về không thích nữa, thì đó là bất lạc bất khổ. Rồi cái tư tưởng sau khi tiếp xúc được với cái cảm giác dễ chịu chịu này, nó mới phân biệt à, tại sao mình có cảm giác dễ chịu. À, thì cái bông này nó đẹp, nó mới phân biệt cái bông này nó đẹp, cái bông này nó xấu. Thì cái cảm giác mà phân biệt được là nhờ cái a lại da, tức là sử dụng kinh nghiệm, kiến thức, ký ức của mình. Thì do ý chí là mật ma cung cấp, moi trong đó cung cấp chất liệu cho nó, thì nó mới phân biệt được. Ví dụ cái bông này tôi cảm thấy thích, tại sao thích? Thì nó tôi thích nó màu vàng, nó hợp với cái tâm tưởng của tôi. Bây giờ tôi thấy được cái chân này quá khéo, thành ra tôi thích chân làm sao được như vậy. Thì bây giờ cái ý chí là mặt na nó moi trong ai lại ra cung cấp tư tưởng, bắt đầu mới phân biệt. Thì cái phân biệt này là tưởng quẩn, thành ra tưởng quẩn mà nó phân biệt được là nhờ có thọ quẩn, mà thọ quẩn mà nó cảm giác được là nhờ có sắc quẩn, nó liên tục vậy. Khi con mắt tiếp xúc sự vật là sắc quẩn, rồi dây thần kinh tiếp xúc với cái bông trên mắt thì cảm giác bắt đầu phát hiện. Rồi cảm giác phát hiện nhờ có cảm giác này đưa lên óc, thì tư tưởng mới nhờ kinh nghiệm kiến thức từ mặt na moi trong đó cung cấp tư tưởng, bắt đầu phân biệt. À, cái bông này đẹp, bây giờ mình về mình hỏi làm sao mua cái bông này để trưng bàn Phật, thì cái tính toán này đó là hành quẩn chứ không phải là thức, không phải là tưởng quẩn. Tưởng quẩn chỉ phân biệt thôi, rồi hành quẩn bắt đầu mới nói giờ hỏi sư cô coi Phật tử này mua bông ở đâu mà đẹp quá vậy, rồi mình mua về mình trưng bàn Phật. Thì cái ý chí này bàn vậy đó, thì
nó mới điều khiển cái miệng đi hỏi, cái thân đi đến đó gặp sư cô, cái miệng mới hỏi. Thì đây là thân nghiệp và khẩu nghiệp, tất cả đều do ý chí. Thành ra chúng ta thấy là cái cuộc đời tử nó không đau khổ, mà đau khổ là do số vốn trong ai lại già. Thành ra có cuộc đời này, có nhiều người thấy cuộc đời này là hạnh phúc, người giàu sang quan quyền vua chúa, có người thấy cuộc đời là đau khổ. Một cuộc đời là đau khổ hay là hạnh phúc? Nói hạnh phúc sai, mà nói đau khổ là trật. Cuộc đời là cuộc đời, nhưng mà khi có tư tưởng xen vô đó thì có đau khổ, có hạnh phúc. Tôi ăn thì tôi ăn, vậy chứ Phật không ăn sao? Thì cái ăn này chưa hẳn là hạnh phúc, chưa hẳn là đau khổ. Nhưng mà khi tôi thèm muốn ăn mà muốn ăn nó không có, thì tư tưởng mới nói nọ, trời mình muốn ăn miếng này giờ không có, thì cái khổ bắt đầu. Còn ăn là vì cảm giác đói thì ăn thôi, mà ăn rồi muốn lựa món ăn, muốn đòi bởi hủ tiếu, thịt bò mấy món, thì cái tư tưởng làm cho đau khổ. Thành ra chúng ta nên nhớ sắc quẩn là sự vật chưa có cái biết, thọ quẩn là có cái biết, dễ chịu khó chịu, không dễ không khó, còn tưởng quẩn là sự phân biệt, từ đây mới có vấn đề. Mà vấn đề là do kinh nghiệm kiến thức hay là do mặt na cung cấp, rồi nó hợp tác với hành quẩn, tính toán đắn đo suy nghĩ mới quyết định sai mắt tai mũi lưỡi, hành động. Hành động sát thân là sát sanh trộm cắp tà dâm, hành động của cái miệng là nói dối khoe khoang đâm thọc rửa chuột, từ đây mới có vấn đề đau khổ. Thành ra con mắt là vô thường, cái nhận thức của tôi là vô thường, đối tượng nhận thức là vô ngã. Mà nếu vô thường vô ngã thì có khổ đau, có hạnh phúc, có đau khổ. Mà người ta tưởng hạnh phúc là sung sướng, còn cái mà nghèo khổ là khổ đau, sai. Nghèo khổ tàn tật thiếu thốn khổ đau đã đành, mà bây giờ tôi sống có tiền bạc nhà cửa gia đình sum họp là hạnh phúc, cũng sai. Cái hạnh phúc thật sự đó là sống trong hạnh phúc cũng hạnh phúc, mà sống trong đau khổ cũng hạnh phúc. Mình hạnh phúc mà đừng dính mắc cái hạnh phúc, mà dính mắc hạnh phúc thì thời gian nó cũng phải hoài. Hễ bằng ngày thì phải nhớ là có ban đêm, giàu sang thì sẽ tới nghèo khổ, mà nghèo khổ mà chịu đựng được rồi sẽ tới giàu sang. Cuộc đời nó thay đổi không chừng. Thành ra nếu nhận cuộc đời là thật, là có hạnh phúc thì sẽ có đau khổ nằm trong đó. Mà chúng ta đừng dính mắc vào đau khổ, cũng đừng dính mắc vào hạnh phúc, đó là Phật. Mà làm sao để đừng dính mắc? Thì thôi cái này khi khác. Thì chúng ta thấy là chúng ta phải hạnh phúc, rồi chúng ta đừng dừng ở chỗ đó, đừng có nghĩ ở trong cái hạnh phúc này rồi ăn trú ở trong đó, thì hết hạnh phúc sẽ tới cái đau khổ. Thì nương vào cái hạnh phúc này chúng ta tu để thành Phật, chúng ta tập trung kỹ mạnh lâu sâu để tới nhị thiền, mà tới nhị thiền chúng ta sẽ hạnh phúc, sẽ giàu sang quan quyền vua chúa, sự sung sướng thanh nhàn của cõi trời. Nhưng mà chúng ta biết cõi trời vẫn đau khổ, thì bây giờ làm sao? Phải qua cõi Phật. Mà cõi Phật tức là nhập lưu nhất nhân lai, mà làm sao qua cõi Phật được trong đời lúc bây giờ không còn Phật nữa? Thì mình đi vào giáo hội mà không có giáo hội, không có Phật Thích Ca, ai độ mình? Tự độ thì cuộc đời bây giờ đang xuống dốc, thì giỏi lắm là về cõi trời thôi. Mà cõi trời thì hết phước đau khổ. Thì Đức Phật Thích Ca mới nói thôi các con về cõi trời được rồi, chứ con thêm cái phát nguyện là sẽ về cõi Phật. Phật A Di Đà với 48 lời nguyện là bất cứ người nào mà đã nhất niệm mà phát nguyện thì ta đều tiếp dẫn hết, nhưng mà phải nhất niệm. Thành ra cái cuối cùng mục đích của tịnh độ là nhất niệm và phát nguyện. Mà như thế nào là nhất niệm? Thì trở đời chúng ta cứ dựa vào cái thân cái miệng mà quên cái ý. Thành ra có người nói một ngày nhất niệm là gì? Ở đây giờ ai nói nhất niệm là cái gì nào? Thôi để tôi giảng luôn hết giờ rồi, chứ còn hỏi là tức là tùm lum nữa đó. Có người nói con niệm Phật vào ngày ba thời, con lần chuỗi một ngày 10 sâu,
Có người nói bà 10 xu, tôi 20 xu. Có bà khác 20, tôi 30 xu. Có người nói con ngợi một ngày 1.000 tiếng, bà nói ăn thua gì tôi ngày 2.000, bà kia nói ăn thua gì tôi 10.000. Giảng sanh không sư, không cái nào giảng sanh hết. Nhưng nãy tôi nói đó, khi chúng ta lạy Phật một ngày 100 lạy, 1.000 lạy, 10.000 lạy, ta niệm Phật một ngày 3 thời 4 thời, niệm khích kình khinh liên tục hoài không có kẽ hở, như vậy giảng sanh không? Nói không thì cũng không đúng, mà nói giảng thì cũng không đúng. Vì sao? Vì thiếu cái tâm. Niệm Phật nhiều, lại Phật nhiều, mà cái tâm như thế nào? Nếu tôi niệm Phật là một ngày 1.000 lại, 10.000 lại, 100.000 lại, tôi niệm Phật một ngày 10.000 câu, 100.000 câu, mà tôi cứ nhớ con, nhớ tới tiền bạc, thì giảng sanh xuống địa ngục ngạ quỷ. Phải vậy không? Phải không? À, phải phải nắm nha. Sau này bữa thì tới là tôi hỏi là ấy, là tôi cạo tóc á. Còn bây giờ tôi nói người cao, ta tu lâu, người ta không cần lại Phật, người ta không cần niệm Phật, mà cái tâm người ta luôn luôn nhớ Phật, nghĩ Phật, tưởng Phật. Mà trong lúc một niệm cuối cùng là hít vô, thở ra, ta nhớ Phật, nghĩ Phật, giảng sanh không? À, chúng ta thấy đó. Nhưng mà đừng bắt chước. Cái đó là tôi tu lâu năm. Tôi tu lâu năm. Như tôi là bây giờ không có niệm Phật mà cũng ít có lại Phật. Tôi ngồi thiền à. Tôi chú nguyện hay tôi hãy ngồi thiền là tôi nhớ Phật, nghĩ Phật, tưởng Phật. Mà trong lúc đó tôi chết giảng sanh không? Cái tâm là cái quý nhất, cái tâm là ý nghiệp. Thì trong kinh Pháp Cú đó, tâm dẫn đầu các pháp. Nếu tâm mà sa đọa xấu thì tất cả thân khẩu đều xấu, mà thân tâm mà tốt rồi thì thân khẩu đều tốt, mà tâm giải thoát thì thân khẩu giải thoát. Mà giải thoát là cái gì thì thời buổi này khó, chỉ còn nhất niệm thôi. Mà nhất niệm là gì? Rồi đó tôi hỏi thì có nhiều người không biết. Nhất niệm phải là niệm Phật gọi là nhất niệm không? Chưa chắc. Phải là lần chuỗi gọi là nhất niệm không? Như thế nào mới là nhất niệm? Ông nào nói không đâu. Bây giờ cho biết như thế nào là nhất niệm. Niệm Phật đếm từ 1 tới 10, nhất niệm chưa? Niệm Phật khỏi đếm, nhất niệm chưa? Thành ra pháp môn đối trị chỉ xài trong nhất thời thôi, mà dùng nó nhiều có chừng. Thành ra trong trong kinh đó Đức Phật mới đưa trạng thái của tứ thiền là niệm Phật đếm từ 1 tới 10, rồi niệm Phật khỏi đếm, rồi khỏi cần niệm Phật nữa. Tôi có giảng hồi nãy, bây giờ hỏi lại thì cũng theo cái lối cũ của mình. Chúng ta phải biết rằng chúng ta có cái tư tưởng mới trả tiến trình năm uẩn. Tư tưởng là cái phân biệt. Còn cái kho a lại da đó là cái kho chứa tất cả kinh nghiệm, kiến thức, tội phước trong cuộc sống. Vậy thì trước khi dứt lời, một lần nữa tôi cũng cầu chúc cho Pháp hội của chúng ta, cũng như toàn thể Pháp giới chúng sanh, đều chóng vãng sanh cực lạc và thành Phật đạo.